Hello mọi người, chiều nay hai chồng mình sẽ đi chở bé Bơ đi biển chơi nha mọi người. Chiều nay mình ở nhà nên là nhà mình cũng gần nhà bé Bơ nên là mình vô mình chở nó đi biển chơi nha. Giờ đang trên đường vô nhà nó đây. Vô điện là tới liền. Tại nay có cái chuồng hay gì vậy? Chú cũng mới vô. Bơ 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 bơ. Dạ được rồi chị ha, chở đi để tối, chở đi, đi chơi để tối. Nếu mà chiều chiều qua biển đông rồi. Dạ. Còn đi sách làm đem đi sách thì. Hả? Đem đi sách thì. Khỏi. Chiều trả lại đâu nhé. Đi. 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 Chả đi trời chơi mà nay mới bốt đến gió ngoại con rồi. Thôi thôi vậy bữa qua đi đi chờ bước. Wow, wow, wow. Mà thấy thương rồi vậy. Mà phải bơi thương rồi, bơ. Rồi bây giờ mình sẽ chở nó về nhà mình chơi nha mọi người. Nhà mẹ mình, nhà mà có Linu đồ vàng đâu nè. Để coi nó gặp mấy đứa lạ lạ coi nó làm sao nha. Chứ bữa nay là chưa có đưa nó đi xuống rừng chơi được. Mai mốt mình có đám ở nhà rồi nên là không có đi được. Nhá, bà lộn ba. Mà phiêu phiêu với người ta. Đây là bạn, đây. Đây là bạn của quỷ. Bạn của quỷ. Ba. Nhau. Chị Ly, chị Ly và anh Nu nữa. Sợ hả? Dở đi, vô kẹo vào, vô kẹo dở đi. Cái bơ nè, bơ này con thích nhỏ ra coi, chị quên không ơi. Hả? Đó, Nu tới. Nu không ngờ em. Nu, xù lông quýnh bây giờ. Đừng gấu nữa hả? Nó chạy cái lỗ anh. Thôi, không có lại lọc. Bơ. Thôi đi biển chơi. Đi biển chở cho nó không gian riêng tư đi. Cho nó ra ngoài nó chơi, có cây, có cối, có sông, có nước, có biển nha mọi người. Giờ là sẽ chở cho bé Bơ và Mai Mai đi biển chơi cho hai anh em nó có không gian riêng tư. Làm gì Mai Mai? Ỉa hả? Mấy đứa bự này ở nhà nha mọi người không. Ô, con đường này đẹp thiệt. Công nhận nãy lên mấy cây đẹp dữ ta. Sâu đâu sâu, vỡ rắn. Không có sâu, có rắn không mà bà. Đó, đã thiệt. Rồi, tấn nhỏ với mọi ra đây chơi đã luôn. Quá trời đã. Nước cạn đâu, giờ nước đang lớn mà bà. Ủa, nước đang cạn, đúng rồi. Rồi, chào chú ơi. Để hiện ra chút xíu nữa, thấy xe. Ôi, quá trời gác luôn. Nước cạn quèo. Mọi người. Rồi mọi người xuống. Rồi hai anh em nhớ lại nha, đi ra đây gặp lại nha nè, đi đó. Biển hơi rác nha mọi người, giờ mùa này là. Rồi. Cái nhỏ chừa gì ra chạy ra kìa. Bơ, con đi đâu vậy? Bơ, ra đây. Ra đây anh lên, đi ra đây. Ra tắm biển. Trời ơi, đi nhanh. Tại mọi người chạy dữ thôi mọi người. Đi ra đây gặp lại Bơ nè. Đây Bơ nó đang mắc tè, để cho nó đi tè xong rồi biết luôn á. Thôi hở nó đi tè tới giờ nè. Chạy đây, bơ. Trời ơi, anh chạy dữ, anh chạy chơi rồi anh khoái kìa. Ta dữ. Trời ơi, dẫn như mò đi đó, anh em nhớ lại, đi đây, xuống đây. Đang vui hơn nè, đi qua đây. Quá đã luôn rồi.
cắn nhau nữa. Không cắn lợn không? Thằng em không cắn lợn, đi đây. Đâu vô lên nữa rồi. Đây, hai anh em chơi thân với nhau, giỡn đi. Không có cắn lợn biết không? Không có cắn lợn đâu, bơ nó bự lắm. Bơ nó bự. Đi đây, rồi hai anh em chơi đi. Hai anh em chơi giỡn thôi. Bơ nó giỡn kìa, bơ nó tăng động nha mọi người. Bơ, đây. Nó khám phá, nó chạy xa mình luôn nha mọi người. Đây, chạy mút đằng đó luôn à. Trời ơi. Đây, bơ, ở đây nha con. Bơ, chạy. Bái ba luôn, trời ơi bất tướng. Tính tông dừng mau luôn, sửng mau luôn đi bơ. Trời ơi, khớp rồi, mau chịu không nổi bơ. Bơ dữ quá rồi, giỏi quá thì giỏi. Mặc dù là anh nó cho nó rồi, nhưng mà anh nó biết không, cái là nó biết liền. Giờ anh em bị thương nhưng mà tắm biển không? Thôi thì mới tắm mà, thôi tắm biển dơ mình, giờ sình không à, không tắm được đâu. Nước rồng giờ ngoài đó sình không à. Gì vậy bơ? Hả? À, vẫn y tan hồi nhỏ cái họng dữ ha. Ba. Dạ. Mừng chị quá trời mừng luôn à. Biết chị đó nha. Bơ quá dữ mà. Dữ quá. Trời ơi. Sử môi ơi, môi không có ngừ, môi cọc quá à, môi nè, môi nó tổ lông nó vàng vàng giống màu cha nó nha mọi người nè, hồi nhỏ nó đen thui mà mọi người nè, coi bữa nay nó bắt đầu nó vàng cam giống màu cha nó rồi. Ơi nhảy cát chăn mà không anh nó bơ, bơ này tăng động dữ ha. Chạy đua không bơ? Chạy đua nè anh, với bơ chạy đua nè, chạy đua chạy lên, chạy đua chạy đua. Kêu là chạy dữ hen. Giỏi quá. Chị kêu rồi, hai đứa chạy đang ơi. Không chạy rồi. Ờ, không đi. Sen là anh sen chứ không có chị sen gì hết á. Đi bơ bơ, đi bơ bơ. Lên. Mà mau dẫn với em bơ đi, anh hai nha mọi người. Anh hai mau nha. Còn bơ là nhỏ hơn tại vì cha của bơ là em của cha môi. Dẫn á. Con dẫn là em của con mau nha mọi người. Nên là con bơ phải gọi con mau là anh hai mau. Sình không bơi, thôi đi vô đây bơi. Sình không à con. Bơ. Vô đây sình không à. Rồi cái vợ sình không rồi, lát nữa giờ gì thủy la nè. Vô đi mời. Cái đứa chạy đùa dữ. Cái đứa dữ thiệt. Bơ. Vỗ dữ ta. Trời ơi, chạy nó tông cho mình tôi luôn thôi. Hai đứa giỡn ơi. Mời à. Nhớ con cha mày quá à. Tha cái gì kìa kìa. Tha cái gì đây kìa. Ừ, cái xác con cá sình. Bơ.
không ăn. Đi đây, đi chơi tiếp. Đi đây chơi tiếp, không tha cá sình, đi đây, đi đây. Hai đứa đi đây. Hai đứa chạy giỡn thôi. Hai anh em kiểu lâu lâu mới gặp lại, nó chưa có hợp mọi người. Gì em ơi? Con cắn lục bình vô ăn em ơi. Còn con bơ nó tha cái nhánh cây nó đi ngồi ngồi tổng. Hai anh em con này toàn là dân phá tán không. Ăn gì đó mà mày? Trời ơi, không môi kìa. Coi nó kìa, hành động, nó đang làm cái hành động gì đây. Trời ơi. Em lên đi, em coi con môi của em nè. Ăn cái gì đó môi? Bịch cứt hay gì đó mà liếm đó. Gì mà liếm vậy môi? Thôi, không ăn bậy. Thôi, bịch cứt hay gì á, không ăn. Liếm cái ơi. Tuyện em liếm bịch cứt. Nè anh có con quất bự này ra đây cho hai đứa chơi nè, ra đây. Ra đây. Ra đây, mau ra đây. Con quất bự này nha, lên mau. Đó. Ê, chạy lại cắn con quất ra đi. Sợ. Con nó hủi. Ăn con quất luôn rồi. Bơ nó nịnh dữ ta, nó nịnh chị, nó nịnh anh á, đủ thứ ta. Ai nó cũng nịnh á. Quá thì không à. Trời mới coi chơi chân quẹt quẹt. Hai anh em nãy đi chung mà chưa giỡn hả? Em đi chơi chung rồi nãy giờ, từ từ ta giỡn đi.
là mình cho bơ đi chơi như đó được rồi nha mọi người. Bơ nó công tử quá, thấy nó có vẻ là hơi mệt rồi, nên là mình sẽ, hai chồng mình sẽ đưa bơ và mamo về. Thì sẵn rồi chở mamo về trọng trả cho cô chú chủ tập quá nha mọi người. Chở bơ sao nó chở môi môi thì môi đi chung cho cổng luôn, ý là môi đi chung đoạn đường để tiễn em bơ về nhà. Em bơ rồi giờ bữa anh chở xuống chợ chơi hen, giờ anh mắc đám tiệc rồi nên anh chưa có chở bơ xuống lần được. Chiều nay anh vô anh chở bơ cho bơ đi biển chơi vậy thôi ha. Rồi vài bữa xong đám tiệc anh rước bơ xuống rừng chơi ha, gần gặp mẹ với bà ngoại sáp rồi ha. Giờ hai giờ đi chơi ha, hớn hở lắm nha mọi người, vui dữ lắm. Quá thì cát nè, lát giờ mẹ có chửi không? Ủa? Bà chủ của bơ có la bơ không? Bà chủ cưng như gì vậy sao mà la có ẩm vô người một cái nè, vui vẻ dữ lắm, thấy thương. Môi đó bây giờ chưa môi, cái thằng mất dịch đó sắp phải xe bơ nữa rồi. Bơ về nhà, về nhà thôi nào. Rồi hai đứa nó lăn vô cái túng con cá sình thú ịnh nè, hai con luôn thú ịnh luôn. Giờ giờ cũng tắm này. Giờ nó hơi gì tắm nữa chứ giờ tối. Giờ tối rồi thôi tắm. Sợ luôn. Ai bye bye Bơ em bao. Quá là cái mặt nó vui rồi. Vui rồi. Chơi đã luôn mà khát nước rồi đó. Thôi đi về, vài bữa anh vô anh chở đi rừng chơi thăm mẹ. Rồi đi vô đi. Rồi thôi về con về. Rồi con. Rồi nó sợ hỏi nó đã lộn chạy chạy không kịp cái đó. Mà nó đã nó vui lắm, nó chạy dữ lắm.